Thưa quý vị, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam hai người, trong đó có một phó giám đốc công ty khoáng sản để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngày 3 tháng 11, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn, 40 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Bình, là phó giám đốc một công ty khoáng sản vật liệu xây dựng tại Bình Thuận, và Trương Đình Vinh, tự Bò Cạp, 32 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Công an xác định Tuấn là người chủ mưu thực hiện hành vi hiếp dâm và Vinh là đồng phạm. Ngày 3 tháng 11, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn, 40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình, là phó giám đốc một công ty khoáng sản vật liệu xây dựng tại Bình Thuận, và Trương Đình Vinh, tự Bò Cạp, 32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Công an xác định Tuấn là người chủ mưu thực hiện hành vi hiếp dâm và Vinh là đồng phạm. Theo thông tin ban đầu, chiều 31 tháng 10, có 5 người đàn ông đi trên 2 xe ô tô đến một quán karaoke tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong ăn nhậu. Khi thấy em T sinh tháng 7 năm 2006 phục vụ bưng bê trong quán, nên một người trong nhóm đặt vấn đề để đi qua đêm, nhưng T không đồng ý. Sau đó, nhóm này tính tiền ra về và khống chế em T đưa lên xe ô tô biển số 86C-15289 và chở đến khách sạn HT thị trấn Liên Hương. Tại đây, Tuấn đưa em T lên phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, gia đình em T làm đơn tố cáo hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm của nhóm người này. Trích xuất camera tại trước quán karaoke thấy rõ cảnh có 3-4 người đàn ông kẹp tay níu kéo em T ra xe. Sau đó, T vùng vẫy thoát ra được chạy vào trong quán, nhưng Vinh Bò Cạp chạy theo kẹp cổ em T đưa vào xe và đóng cửa lại. Trong camera cũng xuất hiện hai nhân viên quán karaoke đi ra, nhưng bị Vinh Bò Cạp ngăn cản. Sau đó, xe chở T nổ máy rời đi. Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại. Ngoài Tuấn và Vinh Bò Cạp đã bị tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang làm rõ vai trò đồng phạm của ít nhất 3 người đàn ông khác trong nhóm, xác minh biển số xe 86C-15289 thì không có trên hệ thống đăng kiểm xe Việt Nam. Được biết, công ty mà Lê Anh Tuấn đang là phó giám đốc có văn phòng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.